Big Bang T, O, P ủng hộ 2 tỷ đồng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Dù chịu nhiều chỉ trích của công chúng về những tai tiếng trước đây, nhưng T, O, P vẫn thể hiện hành động đẹp chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Mới đây, trang TV Report đưa tin thành viên nhóm nhạc Big Bang T, O, P đã quyên góp 100 triệu won khoảng 2 tỷ đồng cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Quốc gia Hope Bridge. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các vật phẩm kiểm dịch bảo hộ cho các nhân viên y tế. Đang không quản ngày đêm để chiến đấu chống lại virus corona chủng mới COVID-19 sắc cốp trừ 2. T. O. P. xuất ngũ vào tháng 7 năm 2019. Sau khi xuất ngũ nam ca sĩ không có bất kỳ hoạt động nào trước khi Big Bang chính thức tái xuất. Biểu diễn ở lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ. Sau loạt bê bối xảy ra với các thành viên là Sungrami và T. O. P truyền thông Hàn Quốc liên tục nhắc tới Big Bang, nhưng họ bàn về tai tiếng hơn là sự hoan nghênh trước ngày tái xuất. T, O, P xóa dần các bài đăng trên trang cá nhân với hơn 10 triệu lượt theo dõi. Tối 10 tháng 2, cư dân mạng phát hiện T, O, P bắt đầu xóa dần các bài đăng trên trang cá nhân với hơn 10 triệu lượt theo dõi. Đến lúc này, tài khoản mang tên choi gạch dưới sung gạch dưới huyên gạch dưới TT top có hơn 10 triệu người theo dõi không còn bất cứ bài viết hay hình ảnh nào. Động thái bất ngờ từ nam ca sĩ khiến người hâm mộ lo lắng. Bên cạnh đó, nam thần tượng còn tuyên bố không có ý định trở lại sân khấu âm nhạc tại Hàn Quốc. Tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống hiện tại của mình. Có lẽ nhiều người hâm mộ không biết tôi đang hoạt động ra sao, nên tôi muốn chia sẻ với mọi người thông qua livestream này. Tôi sẽ không comeback ở Hàn Quốc. Làm ơn đừng viết gì nữa, những người đó nhà báo thật sự đáng sợ, nam rapper nói. Gạch chéo chấm. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại